chùa Bô Tum Vong Sa Som Rong còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Som Rong, ngôi chùa Phật nằm ở Sóc Trăng tọa lạc tại số 367 Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Theo các vị sư kể lại, chùa Som Rong được xây dựng năm 1785, đã trải qua 12 đời trụ trì. Khi mới bắt đầu xây dựng, chùa sử dụng vật liệu bằng tre lá tạm bợ, sau nhiều lần trùng tu đã khang trang như hiện nay. Cái tên Som Rong thì do nguyên nhân trước đây vùng này có rất nhiều cây dại mang tên Som Rong mọc quanh chùa, từ đó chùa có tên loại cây này hàng trăm năm qua. Hiện nay chùa chỉ còn hai cây Som Rong đang phát triển rất tốt. Chùa Som Rong được xây dựng theo kiểu kiến trúc giống như các chùa Khmer Nam Bộ khác với diện tích 5 hecta, bao gồm chánh điện, sala, nhà dành cho sư sãi và còn có thêm một thư viện sách có hơn 1.500 quyển phục vụ cho các em học sinh, người dân và bà con Phật tử tại địa phương. Chánh điện là nơi thờ Phật chính trong những công trình kiến trúc của chùa. Bệ thờ trong chánh điện thờ nhiều tượng Đức Phật Thích Ca, trong đó hai tượng Phật Thích Ca cổ được chế tác bằng cây vào đúng năm 1785, năm thành lập chùa. Chánh điện là nơi thờ Phật chính trong những công trình kiến trúc của chùa. Toàn bộ chánh điện được nâng đỡ bởi 6 hàng trụ cột, với tầng mái được kết cấu khá đặc biệt gồm 3 hệ thống mái chồng lên nhau theo một khoảng cách nhất định. Ở mỗi gốc của tầng mái được trang trí hình tượng rồng của đồng bào Khmer. Phần mái tiếp giáp với cột được trang trí hình tượng nữ thần Kina và chim thần Krat, góp phần tạo nên sự chắc chắn, khỏe khoắn cho các bộ cột chống đỡ phần mái đổ sộ, vừa góp phần làm tăng vẻ đẹp và sự uy nghi cho công trình. Hai bên lối vào chánh điện là hình tượng Kỳ Lân Vớ, Ines Hung Tợn, đứng canh giữ cửa nhằm ngăn cái ác và bảo vệ Đức Phật. Trên những vách tường và trần của chánh điện là những bức bích họa mô tả về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Viên chùa được chia thành nhiều khu vực khác nhau, nổi bật nhất là ngôi bảo tháp được đặt ngay lối đi vào chùa và song song với ngôi chánh điện. Ngôi bảo tháp có bốn hướng và có bốn lối đi, là đại diện của từ bi, hỷ, xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và mô típ các hoa văn Khmer cổ được chạm khắc rất tinh tế, sắc sảo. Nét độc đáo ở ngôi tháp chính là màu sơn, thay vì màu vàng truyền thống thì tháp được sơn bằng màu xám, vừa toát lên vẻ hiện đại lại vừa uy nghi cổ kính như những kiến trúc bằng đá nguyên khối. Đặc biệt trong khuôn viên chùa có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn uy nghiêm phúc hậu ở ngoài trời với kích thước dài 63m, cao 22,5m, đặt trên cao khoảng 28m so với mặt đất. Som Rong trở nên thơ mộng hơn vào buổi xế chiều, đến bây giờ này du khách không chỉ lễ chùa, cầu bình an mà còn có thể tậu về một album ảnh ấn tượng, độc đáo.
trong tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng mời gọi khách đường xa, trong bóng mát thâm xuyên của những ngôi điện cổ xưa hòa lẫn những ngôi nhà mới hiện đại khang trang. Xa xa là ánh mắt từ bi của bức tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đang kêu gọi sự nhân ái, hòa đồng, yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh. Tất cả đã làm du khách dễ say lòng khi đến với chùa Som Rong. Chùa Som Rong cũng là nơi để du khách gần xa tìm đến khám phá, trải nghiệm những tinh hoa văn hóa tín ngưỡng độc đáo, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và Nam Bộ nói chung.